Rồi chúng ta bắt đầu thôi. Chúng ta ngồi xuống, dựa thẳng yoga. Nghe rõ hả? Ok, to lắm. Đó, hôm nay nó tối thui nè, mà trời đang mưa. Ngồi thẳng lại, hai tay chắp trước ngực. Hít vào, thở ra. Lần thứ hai, hít vào, thở ra. Lần thứ ba, hít vào, thở ra. Bạn sẽ giữ hơi thở hít vào, thở ra đều đặn, tự nhiên cho đến cuối buổi tập. Trong quá trình tập yoga, hãy chú tâm lắng nghe, chú tâm vào từng động tác, từng vùng cơ căng giãn trong mỗi động tác. Hơi thở hít vào, thở ra nhịp nhàng đều đặn, không gắng sức, không để bị đau bất kỳ bộ phận hay cơ quan nào trong suốt quá trình tập. Rồi, chúng ta bắt đầu. Đầu tiên chúng ta massage thư giãn các khớp. Hôm nay chúng ta tập cho vùng bụng tiếp. Hôm qua mình tập vùng cơ trên, hôm nay mình tập thêm vùng cơ dưới và lan ra hai bên ha. Ok, rồi chúng ta bắt đầu. Các bạn có thể ngồi thoải mái như Vita đang ngồi, vậy cũng được. Hoặc là các bạn xếp hoa sen, hoa sen đặt bằng chân lên trên, bán hoa sen cũng được, như vậy là bán hoa sen. Đặt bằng chân kia lên nữa thì như vậy là hoa sen. Ok, nếu bạn cảm thấy xếp như vậy bị đau gối thì bạn hãy cứ thả lỏng ra, ngồi tư thế này cũng được. Đó, đơn giản. Ok, nếu bạn ngồi tư thế này bị đau cũng đau gối nữa thì cứ ngồi thoải mái như vậy thôi. Thế là làm thế nào cũng thấy thoải mái khi ngồi là được. Rồi chúng ta bắt đầu. Đặt hai tay lên gối, hít vào, thở ra. Nghiêng đầu sang bên trái, vòng ra sâu, qua phải, về trước, trái, ra sâu, qua phải, về trước. Trong quá trình xoay cổ như vậy, bạn thả lỏng vai cổ, chỉ để nó xoay thôi, không có gồng người ra. Thả lỏng. Lặp lại thêm 2 lần nữa. Thôi, đổi bên, nghiêng đầu sang bên phải, vòng ra sau, về trước, nghiêng phải ra sau, về trước, nghiêng phải ra sau, về trước. Thả lỏng vai cổ. Thôi, về giữa. Hít vào, nghiêng đầu sang bên trái, dùng bàn tay trái ôm lấy đầu, kéo đầu về bên trái. Tay phải vòng ra sau, quàng ra phía trước, ôm lấy đùi. 5, 4, 3, 2. Hít vào, từ từ nâng đầu lên, thở ra. Nghiêng đầu sang bên phải. Tay phải ôm lấy đầu, tay trái vòng ra sau, kéo căng đầu về phía phải. Cảm giác căng, thả lỏng vai cổ, không gồng vai cổ lên, chỉ để nghiêng về bên phải tự nhiên thôi. 5 4 3 2. Hít vào về giữa, thở ra buông lỏng tay. Hít vào, hai tay đưa lên cao, tay nọ đang vào tay kia, lòng bàn tay ra ngoài. Thở ra từ từ, ngã đầu ra sau, mắt nhìn lên trên, thả lỏng vai cổ, kéo căng tay lên trên. Kéo căng lại. 5 4 3 2. Hít vào, từ từ thả lỏng tay. Tiếp tục. Hít vào, hai tay giao ngang, đưa lên ôm lấy đầu. Ôm lấy đầu. Từ từ gập cổ xuống. Hai tay đẩy nhẹ nhẹ, chậm từ từ, sao cho cần chạm ngực, từ từ thôi. Cảm giác sức căng ở vùng cổ lan rộng ra hai vai và dọc xuống cái đốt sống lưng. Thoải mái dễ chịu. 5 4 3 2. Khi tập động tác này các bạn ngồi thẳng lên, không có cong lưng lại ha. Ngồi thẳng lên để cảm nhận sức căng của nó và vùng lan rộng đến tận các dây thần kinh liên quan. Hít vào về giữa, thở ra thả lỏng tay. Rồi hít vào, hai tay đưa ra sau, kéo căng tay ra sau, kéo căng, kéo thật căng tay ra sau, kéo căng ra, căng ra sau nữa. 5 4 3 2. Thở ra buông lỏng tay. Hít vào, hai tay dang lên cao, thở ra nghiêng người sang bên trái. Cùi trỏ tay trái hạ xuống thảm yoga, nghiêng người sang bên trái, mắt nhìn lên trời. Nếu bạn chưa hạ cùi trỏ tay xuống không sao, miễn là bạn giữ mông của bạn chạm sàn, không có nhấc mông lên, nghiêng người sang bên trái là được rồi. Ok. 5 4 3 2. Hít vào, từ từ nâng người lên, thở ra thả lỏng tay. Tập tiếp. Hít vào, hai tay dang ngang, thở ra nghiêng người sang bên phải. Các bạn cảm thấy hạ được cùi trỏ tay phải xuống thì hạ xuống cho sâu hơn. Nếu không thì chỉ cần giữ mông, không nhấc khỏi sàn là được rồi. Đầu ngẩng lên, mắt nhìn lên trên. 5 4 3 2. Hít vào, từ từ nâng người lên, thở ra thả lỏng. Hít vào, hai tay dang ngang, thở ra nghiêng người sang bên trái. Bàn tay phải đẩy vai trái ra sau, bàn tay trái vòng ra phía trước ôm lấy đùi, nghiêng hẳn người về bên trái, mắt nhìn ra đằng sau. 5 4 3 2. Hít vào, về giữa, thở ra thả lỏng tay. Hít vào, hai tay dang ngang, thở ra nghiêng người sang bên phải, tay trái đẩy vai phải, tay phải vòng ra phía trước ôm lấy đùi. Đẩy mạnh ra sau, mắt nhìn ra sau. 5 4 3, 2. Hít vào, về giữa, thở ra, thả lỏng tay. Ok. Rồi, chúng ta tập tiếp. Duỗi chân ra. Hai tay của bạn đặt ra phía sau. Đặt thế nào cũng được, bàn tay ra xa hay như thế nào cảm thấy thoải mái là được ha. Rồi các bạn bắt đầu tập. Kéo căng chân ra phía trước, căng ra. 5, 4, 3, 2. Rồi gập chân lại. Nếu bạn tự gập chân lại, kéo căng bàn chân ra không được thì bạn có thể ngồi vậy. Dùng hai bàn tay kéo hai bàn chân về phía bạn, căng ra. 5, 4, 3, 2. Tốt lắm. Bắt đầu xoay cổ chân, xoay nghiêng qua bên trái trước, xoay qua phải 10 lần. Xoay ngược lại 10. Bài tập cho gối. Từ tư thế này co chân lại. Ok. Duỗi ra, co lại, duỗi ra, co lại, duỗi ra. Lặp lại 10 lần. Hít thở đều. Thôi, bạn từ từ hạ tay xuống, hạ cùi chỏ tay xuống, khép, duỗi chân ra, để giữ cái trọng lực ở cùi chỏ tay, thả lỏng vai cổ không có gồng lên ha. Rồi, hít vào thở ra nhịp nhàng đều đặn, gập chân lại, lặp lại 10 lần, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tốt lắm. Tức là bạn nằm hẳn luôn xuống. Ok. Hai tay đang ra sau đầu, hai bàn tay đang lại, đặt ra sau đầu. Ok. Ta bắt đầu tập tiếp. Hít vào, hai chân đưa lên cặp, thở ra, hạ chân xuống. Chậm chậm thôi, hít thở đều. Không có gồng cơ lưng ha. Bạn có thể hốt chặt bụng. Lặp lại 10 lần. Hít thở, hít thở, hít thở, hít thở, hít thở. Thôi, hạ chân xuống, thư giãn. Tập tiếp. Hít vào, đưa một chân lên cao, thở ra, chân này hạ xuống, chân kia lên cao. Lặp lại, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. 2, 1. Tốt lắm, hạ xuống thư giãn. Ta nằm im như thế này, co chân lại 1, 2, 10 lần. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Thôi, thư giãn. thế này. Ta tập tiếp, đưa hai chân lên cao, mở rộng chân ra, lặp lại, khép chân lại 10 lần, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thôi từ từ hạ chân xuống. Rồi, chúng ta tập tiếp. Đưa bàn chân trái lên cao, vẽ một vòng tròn. Vẽ 10 vòng tròn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thôi hạ chân xuống. Đưa bàn chân phải lên cao, vẽ một vòng tròn. Lặp lại 10 lần. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thôi, bài tập tốt lắm. Ta tập tiếp. Đưa hai chân lên khoảng một góc 45 độ. Bắt chéo chân 10 lần. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, từ từ thả chân xuống. Tốt lắm. Rồi, chúng ta tập tiếp. Hai chân của bạn co lên cao, hai tay nắm lấy hai ngón chân, massage vùng lưng của bạn, vai lưng một xíu. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, thả lỏng. Rồi, nghiêng người qua bên phải và ngồi dậy. Hai bàn chân của bạn xếp lại với nhau. Okay. Sàn chợ. Hai tay nắm lấy hai chân. Gập sát người vào trượt. Giữ lại tư thế này. 5, 4, 3, 2. Hít vào, ngồi dậy. Động tác mở rộng hơn nữa. Đưa hai tay về phía trước, xa hơn một xíu nữa. Xa hơn một xíu nữa. Hạ người xuống từ từ. Giữ tư thế này. 5, 4, 3, 2, 1. Kẹp. Rồi, ngồi dậy. Tập tiếp. Từ tư thế này các bạn đặt một bàn tay ra giữa. Hơi nghiêng người về phía trước một chút. Rồi. Tay phải đưa lên cao, mắt nhìn lên tay phải. Đưa ra sau. 5, 4, 3, 2. Khi tập bạn cố gắng đẩy tay phải ra sau để cho căng được căng hơn. 5, 4, 3, 2. Thôi, đổi bên. Đặt tay phải vào giữa. Tay trái đưa lên cao. Cố gắng đẩy tay trái ra sau, mắt nhìn theo tay trái để cảm thấy sức căng được căng hơn. 5, 4, 3, 2. Hít vào. Về giữa. Thở ra. Ngồi thẳng lại. Rồi. Khi ở trạng thái tư thế này, các bạn chuẩn bị một cái động tác khó hơn một chút xíu. Hai bàn tay đưa ra phía sau, các ngón tay phía hướng về mông của bạn. Ok. Đó. Hai bàn chân của bạn chạm sát vào nhau, giữ tư thế thăng bằng. Từ từ nâng mông lên. Ok. Rồi. Mắt nhìn lên trời. Giữ tư thế này 30 giây. Năm, 4, 3, 2. Hít vào, từ từ hạ mông xuống. Ngồi thẳng lên. Đẩy bàn chân trái lót ở dưới đùi phải. Đó. Chân phải đưa lên ngang, đưa ngang qua gối trái ở trạng thái tư thế này. Okay. Đó. Thẳng lưng lại. Tay trái ôm lấy đùi phải. Đó. Tay phải ôm lấy tay trái, nghiêng người qua bên phải. Ép sát chân vào. 5, 4, 3, 2. Hít vào. Về giữa. Trong trường hợp này, nếu bạn muốn sâu hơn, bạn có thể đưa tay phải ra sau. Vặn sâu hơn một xíu. 5, 4, 3, 2. Hít vào, về giữa. Thở ra. Buông, đổi chân. Đặt chân phải dưới đùi trái. Đó. Đặt chân trái ra qua gối bên chân phải. Ok. Tay phải ôm lấy đùi trái. Vặn người sang bên trái. Tay trái ôm lấy tay phải. Mình chặt vào. Đó. Các bạn muốn sâu hơn, hãy đặt tay trái ra sau. Vặn sâu ra sau. Ok. Giữ lại tư thế này. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Thôi. Hít vào, về giữa. Chúng ta tập tiếp. Ta nằm nghiêng sang bên trái. Đó, tay phải chống ở dưới tay trái. Đó. Hai chân của bạn đặt ra sau, tư thế này. Ok. Vai và cùi chỏ tay trên một đường thẳng ha. Đó, như vậy. Rồi, chúng ta tập tiếp. Đó. Đặt tay trái ở vùng hông. Hít vào, nâng bụng lên. Nâng người lại. Thở ra, hạ xuống. Hít vào, nâng lên. Thở ra, hạ xuống. Nâng lên, hạ xuống. Nâng lên, hạ xuống. Đó. Lặp lại 10 lần. 4, 5. Cổ lên. 6, 7, 8, 9, 10. Giữ lại. Giữ lại tư thế này. Cố gắng lên. Thả lỏng vai cổ. Không có gồng cổ ha, không có gồng vai. Để hai cái gối của bạn và cùi chỏ tay của bạn sẽ nâng đỡ cơ thể của bạn. 5, 4, 3, 2. Từ từ thả lỏng. Hạ người xuống. Nghiêng người qua bên còn lại. khẽ ta tạt đi 10 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giữ lại. Cố gắng lên, thả lỏng vai cổ, giữ trọng lực ở cùi chỏ tay và gối. Nâng mông lên. Hít thở đều. 5, 4, 3. Thôi hạ xuống. Hai tay chống dưới hàng sàn thảm yoga. Nâng người lên. Đẩy người về phía trước, sao cho chỉnh hai cái tay sao cho nằm ở dưới hai vai, nghiêng người sang bên trái. Dùng cái vòng xoay ở hai cái ngón chân của bạn, nghiêng người sang bên phải. Nghiêng sang trái. Nghiêng sang phải. Khi mà nghiêng trái nghiêng phải, bạn giữ đầu, mắt nhìn về phía trước cùng một điểm thôi, không có xoay đầu vai cổ, chỉ xoay cái phần dưới thôi. 5, 4, 3, 2, 1. Thôi chống gối. Cúi gập người xuống, hít thở đều. Rồi chúng ta tập tiếp. Nó nằm xuống. Hai tay của các bạn dọc theo thân, hai chân của các bạn đưa lên. Hít vào nâng mông lên. Đây là động tác rất là khó các bạn. Thở ra hạ xuống, nâng lên. Nâng lên. Nâng lên. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nếu bạn thẳng chân không được thì co chân lại, nhưng mà nâng lên. 9, 10. Thôi từ từ hạ chân xuống. Rồi chúng ta tập tiếp. Đưa hai chân lên, có thể hai co lại. Nghiêng người qua, nghiêng mông qua bên trái, nghiêng mông về giữa, nghiêng mông qua bên phải, nghiêng mông về giữa, nghiêng mông qua bên trái, nghiêng mông về giữa, nghiêng mông qua bên phải, nghiêng mông về giữa. Thôi thả lỏng. Thư giãn một xíu. Rồi chúng ta tập tiếp. Các bạn tập bài này các bạn nên hút bụng lại, hơi khó một xíu ha. Hai chân đưa lên cao khoảng một góc 45 độ. Rồi. Hít vào nâng người lên. Tay trái đưa ra phía sau, vòng ra phía trước, gập chân trái lại. Tay phải đưa ra phía sau, vòng ra phía trước, gập chân phải lại. vặn qua hàng một vòng, đưa ra sau. Ok, nâng lên. Lần thứ hai, lần thứ ba, nâng chân lên. Lần thứ tư, nâng chân lên. Lần thứ năm, hốt bụng lại, nâng chân lên. Lần thứ sáu, hốt bụng lại. Lần thứ bảy, hốt bụng lại. Lần thứ tám, hốt chặt bụng lại. Lần thứ chín, hốt chặt bụng lại. Ok, hãy lỏng dần ra, thư giãn. Hai chân đưa lên cao, hai tay nắm lấy hai ngón chân, massage lưng. Thôi, thả lỏng chân. Chúng ta tập tiếp. Hai chân đưa lên gập ở trạng thái này. Hai tay đặt ra sau đầu. Hít vào, nâng đầu lên. Thở ra, chân phải, chân trái kéo về phía người. Người xoay qua để tay cùi chỏ phải chạm vào chân, đầu gối chân trái. Thở ra về giữa. Hít vào, đổi bật. Lặp lại 10 lần. 5 6 7 8 9 10. Tốt lắm, từ từ hạ tay và hạ chân. Wow, đau bụng đúng không? Cố lên. Chúng ta lặp lại một lần nữa. Hít vào, hai chân đưa lên ở tư thế này. Thở ra. Hít vào, nâng người lên. Thở ra. 10 lần. 2 4 5 6 7 8 9 10. Từ từ hạ chân tay xuống. Ok. Lần thứ ba, đưa hai chân lên. Hít vào, nâng đầu lên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thả lỏng. Wow, đau quá đúng không? Cố gắng lên. Rồi, chúng ta tập tiếp. Hít vào, hai chân nâng lên. Thở ra, thư giãn. Hít vào, nâng người lên. Kéo giãn chân phải. Kéo giãn chân phải ra. Nghiêng người sang bên trái. Tay, cùi chỏ tay phải chạm vào gối trái. Ok. Rồi. Hít vào. Hạ xuống. Lặp lại. Hít vào, nâng chân lên. Thở ra. Hít vào, nâng đầu lên. Thở ra, nghiêng người sang bên phải. Chân trái duỗi thẳng. Hít vào, về giữa. Thở ra, hạ toàn thân xuống. Lặp lại. Hít vào, nâng chân lên. Thở ra. Hít vào, nâng đầu lên. Thở ra, nghiêng người sang bên trái. Duỗi chân phải ra. Hít vào, về giữa. Thở ra, hạ chân, hạ lòng xuống. Lặp lại cho bên phải. Hít vào, nâng chân lên. Thở ra. Hít vào, nâng đầu lên. Thở ra, nghiêng người sang bên phải. Chân trái duỗi thẳng. Hít vào, về giữa. Thở ra, hạ đầu hạ chân xuống. Tốt lắm. Chúng ta nghiêng người sang bên phản và ngồi dậy. Nào. Các bạn ngồi sao cho chân phải, bàn chân phải đặt ra sau mông. Đó. Bàn chân trái đặt áp vào cái đùi chân phải. Ok. Hít vào, hai tay dang ngang. Thở ra nghiêng người sang bên phải. Tay trái áp sát vào tai, mắt nhìn lên trời. Năm, 4, 3, 2. Hít vào, từ từ nâng người lại. Thở ra, thả lỏng. Đọc tiếp. Đổi bên. Từ tư thế này các bạn đổi bên. Đơn giản bằng cách như thế này. Đó. Ok, ok. Có nghĩa là bàn chân trái sờ sau mông, bàn chân phải áp sát vào đùi. Ok. Hít vào, hai tay dang ngang. Thở ra nghiêng người sang bên trái. Đó. Nghiêng sát xuống. Mắt nhìn lên trời. Tay phải áp sát vào tay. 5 4 3 2. Hít vào, về giữa. Thở ra, thả lỏng tay. Chúng ta tập tiếp. Ngồi dậy tư thế này. Okay. Hai bàn tay của bạn ở dưới hai và hít vào, cong lưng xuống, nâng đầu lên. Thở ra, cuộn lưng lại. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, cuộn lưng lại, giữ lại tư thế này. Giữ lại 30 giây. Cuộn sâu hơn nữa, tập trung vào thắt lưng và giữa lưng của bạn. Cuộn sâu hơn nữa. 5 4 3 2. Hít vào, về giữa. Thở ra, cuộn lưng lại. Giữ lại tư thế này 30 giây. Ép sát thành bụng vào. Okay. 5 4 3 2. Hít vào, về giữa. Chúng ta kết hợp 4 động tác. Hít vào, cuộn lưng lại. Thở ra, đẩy người về phía trước, chân lơ lên cặp. Rồi. Hít vào, cuộn lưng lại. Thở ra, đẩy người ra sau. Hít vào, võng lưng xuống. Thở ra, đẩy người về trước. Hít vào, cuộn lưng lại. Thở ra, đẩy người ra sau. Hít vào, võng lưng xuống. Thở ra, đẩy người về trước. Hít vào, cuộn lưng lại. Thở ra, đẩy người ra sau. Hít vào, võng lưng xuống. Thở ra, để người về trước. Hít vào cuộn lưng lại, thở ra đẩy người ra sau. Hít vào võng lưng xuống, thở ra đẩy người về trước. Hít vào cuộn lưng lại, thở ra đẩy người ra sau. Lần cuối cùng chúng ta giữ lại, hít vào cuộn lưng xuống, giữ lại tư thế này, võng lưng xuống, giữ lại tư thế này 30 giây. Nâng đầu lên ha. Cố gắng lên. Năm, bốn, ba, hai, một. Thở ra đẩy người về phía trước. Giữ luôn tư thế này. Chú ý trọng lực dồn ở hai tay của bạn và gối. Đó, rất là nặng. Giữ lại 30 giây. Cố lên. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào cuộn lưng lại, giữ lại 30 giây. Cuộn sâu lại. Hít thở đều. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Thở ra đẩy người ra sau. Mông ngồi trên hai gót chân, hai tay căng ra phía trước. Thư giãn tâm tư thế này. Thư giãn 30 giây. Thôi từ từ ngồi dậy. Tiếp tục nghiêng người sang bên trái, tay phải của bạn ở dưới vai phải, hai chân của bạn đặt ở tư thế này, đưa tay trái lên cao, mắt nhìn lên trời. Okay. 5, 4, 3, 2. Hít vào, hạ chân xuống, hạ xuống ở tư thế này. Lực nó trọng ở dưới tay hơi bị nặng vậy nhé. Thở ra nâng lên. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Cố gắng lên. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Từ tư thế này bạn đặt chân trái ra xa, chân trái ra xa, bạn trở lại tư thế này, chân trái ra bên. Ok. 5, 4, 3, 2. Đặt bàn tay trái ra sau, ngã người ra sau, nghiêng người ra luôn, ra sau. Kéo chân phải về, nâng người lên, tư thế bánh xẹt. Okay. 5, 4, 3, 2. Từ từ hạ mông gối xuống. Thư giãn, cúi gập người về phía trước. Từ từ ngồi dậy. Tập cho bên còn lại. Ok. Tay phải đưa lên cao. Rồi, bắt đầu ta tập tiếp. Hít vào từ từ hạ, hạ hông xuống. Thở ra hạ nâng lại. Hai, chậm chậm thôi. Ba, bốn, năm, sáu, bảy. Lần cuối cùng. 8. Ok. Chân trái giữ vững, chân phải vòng ra bên phải. Ok, ngã người ra sờ. Đó. Kéo chân về để tư thế bánh xẹt. Để cong người lên. Duỗi thẳng chân ra cũng được. Thoải mái, dễ chịu. Hạ mông, cúi gập người về phía trước. Tốt lắm. Ok. Nào. Giờ chúng ta đập tiếp. Nằm xuống. Hai chân của bạn kéo sát lại mông. Hít vào từ từ nâng mông lên. Di chuyển hai chân lại gần mông. Nâng cao lên nữa. Tiếp tục di chuyển hai chân lại gần mông. Thêm một bàn chân nữa. Nâng cao lên nữa. Cố gắng một lúc một chút xíu một thôi. Từ từ di chuyển chân ra. Để lấy trọng lực thật chắc ở bàn chân của bạn. Hít vào từ từ nâng chân trái lên. Giữ lại. 5, 4, 3, 2. Thở ra từ từ hạ chân trái xuống. Hít vào từ từ nâng chân phải lên. Giữ tư thế này. 5, 4, 3, 2. Hít vào từ từ hạ chân phải xuống. Từ từ hạ lưng mông xuống. Hai chân gập lại kéo về phía ngực. Hai người ngồi lên ôm chân. Hít thở đều. Cằm chạm gối. 5, 4, 3, 2. Từ từ hạ người xuống. Hạ tay chân xuống. Rồi các bạn vặn eo. Hai chân kéo về gần mông. Hai tay dang ra hai bên. Hít vào nghiêng hai chân sang bên phải. Nghiêng đầu sang bên trái. Bạn muốn sâu hơn, hãy đặt chân trái đè lên chân phải và tay phải đè chân trái xuống. Ok, và sâu vào. 5 4 3 2. Hít vào từ từ về giữa. Thở ra nghiêng chân, vặn người sang bên trái, chân sang trái, đầu sang phải. Bạn muốn sâu hơn, đặt chân phải đè lên chân trái ra xa, bàn tay trái đè gối phải xuống dưới, người nghiêng sâu sang bên phải. 5 4 3 2. Hít vào về giữa. Thở ra thư giãn. Rồi, chúng ta tập thêm một động tác nữa nha. Dạ. Hít vào các bạn bật người lên. Động tác này nếu các bạn đang có chu kỳ kinh nguyệt thì không tập nha. Và hết chu kỳ kinh rồi mới tập được động tác này. Hít vào nâng chân lên, hai tay chống hông, đưa hai chân lên cao. Ok. Cố gắng giữ hai chân thẳng lên. Trọng lực ở hai cùi chỏ tay của bạn. Giữ lại tư thế này. Động tác này mà khi mà bạn bị giãn tĩnh mạch chân, tổng động tác này rất là tốt. Phải đặt như vậy khoảng được 3 đến 5 phút á, thì mới có nhiều hiệu quả được. Trước khi tập động tác này thì phải tập rất là nhiều động tác, nhưng hôm nay mình mới tập được, chứ bắt đầu tập ngay á là bạn dễ bị chấn thương nha. Rồi, từ từ ngã hai chân về phía đầu, chậm chậm thôi. Đó. Cho đến khi các ngón chân chạm sàn. Chậm chậm thôi, chú ý vùng cổ, thả lỏng tay. Tập trung vào vùng cổ. Không có gần cổ, thả lỏng ra để chúng cong tự nhiên thôi. Rồi, đặt hai tay giữ mọc, giữ lưng, từ từ đưa từng chân lên cao. Đưa từng chân lên cao. Cố gắng tập trung vào động tác nha. Đó, nâng thẳng hai chân lên, lên thẳng, lên cao ha. Ok. Đó. Từ từ hạ một chân xuống. Hạ chân phải xuống, đặt chân phải lên gối trái, đỡ chân trái. 5 4 3 2. Hít vào duỗi chân phải, co chân trái lại, đặt chân trái đỡ gối phải. 5 4 3 2. Hít vào duỗi thẳng hai chân lên cao. Thở ra từ từ hạ hai chân, ngang qua đầu, có các ngón chân chạm sàn. Buông lỏng tay, tập trung vào vùng cổ, thả lỏng cổ. 5 4 3 2. Hai tay giữ lưng mông. Hít vào từ từ nâng chân phải lên, rồi nâng chân trái lên. Điều chỉnh hai chân giữ thẳng. Okay. Sau đó từ từ co chân phải lại, đỡ gối trái. 5, 4, 3, 2. Từ từ duỗi chân phải ra, co chân trái lại. Đó. Đỡ gối phải. 5, 4, 3, 2. Từ từ duỗi chân phải lại. Lật bàn chân ra ngoài, hai bàn chân chạm vào nhau. Từ từ co lại. Đó. 5, 4, 3, 2. Hít vào, gập hai chân lại, cúi sát hai chân vào mặt. 5, 4, 3, 2. Từ từ đặt hai tay ôm lấy đùi, bật người ngồi dậy. Đó, chúng ta bật người 5 lần. Rồi, ok, cúi gập người về phía trước. Yeah. 5, 4, 3, 2. Hít vào, ngồi dậy. Và chúng ta massage, thư giãn. Kết thúc buổi tập. Ok. Đưa hai tay ra phía trước, hai tay đặt vào nhau. Đặt vào tới kiểu tay lật bàn tay lại. Gói bàn. Rồi vỗ hai vai. Nếu bạn vỗ hai tay hay vai không được thì vỗ từng tay từng vai. Okay. Okay. Đặt hai bàn tay của bạn ở tư thế này rồi sau sau vỗ lưng mông. Ok. Đặt hai cái chân ra phía trước, vỗ đùi. Hôm nay mình không có tập chân, ngày mai mình sẽ tập chân ha. Đổi bên. Bàn chân rồi massage nắp. Đổi bên. Massage khuỷu tay. Đổi bên. Cổ tay. Ok. Rồi. Đặt hai tay ra phía trước. Hai mu bàn tay đối diện vào nhau. Tay trái đè lên tay phải, vòng ra để massage phần cổ, phần khuỷu tay, cổ tay cho nó. Đổ đi 5 lần. Thôi. Xả ra, làm ngược lại. Đặt tay phải lên tay trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Đó. Rồi bây giờ chúng ta massage khớp háng. Đổi bên. Ta massage khuỷu chân. Đổi bên. Ta massage cổ chân. Ok, tốt lắm. Ta rửa tay massage mặt. Đấy, đặt tay nọ lên tay kia, massage một vòng số 8 trên mặt, massage từ 30 đến 50 lần. Đấy, kiểm tra có mụn nào không. Ok, đó. Đặt hai bàn tay vào má của bạn đó. Đẩy lên 30 lần. Để một chiều lên thôi, không có đẩy ngược lại nha. Tốt lắm. Đặt bàn tay lên trán, kéo qua kéo lại, lặp lại từ 15 đến 30 lần. Thôi. Đặt bàn tay, băng ngón tay vào lên mắt của bạn. Đó. Đặt xuống dưới và ấn mắt xuống, đẩy ra xa. 3 4 5 6 7 8 9 10. Thôi. Rồi chúng ta đặt một ngón tay lên đầu mày, hai ngón cũng được, kéo đầu mày ra tới tận chân tóc. Lặp lại 10 lần. Ok, chúng ta đặt ngón tay ở khóe mắt, vòng ra hai bên, đó, ra tới tận, đi ngang qua màng trán, ra tận chân tóc. 3 4 5 6 7 8 9 10. Thôi, ta đặt hai ngón tay ở cạnh mũi, đẩy mũi lên trên. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thôi, chúng ta massage cờ. Đặt ba ngón tay ở vị trí cờ ở hai bên như vậy này, kéo xuống. Hai cái ngón cái của bạn đặt ở dưới cờ làm trọng tâm này, kéo xuống. Ok, giảm 10 đến 15 lần. Rồi, từ vị trí này các bạn đẩy, nhấn xuống vị trí cờ và đẩy ra hai bên tới tận mang tai. Ok, đó. Đặt một ngón, hai ngón hoặc ba ngón tùy ý bạn, rồi đẩy ra tận mang tai. Ok, đó. Ấn xuống rồi đẩy ra nha. Ấn xuống, đẩy ra, ấn xuống, đẩy ra, ấn xuống, đẩy ra, ấn xuống, đẩy ra. Ok, tốt lắm. Rồi các bạn massage ở vùng môi trên. Đặt hai ngón tay hoặc là một ngón hoặc hai ngón tay ở vị trí nhân chung của bạn, ấn xuống và đẩy ra, ấn xuống, đẩy ra hàm, đẩy theo cái hàm, xương hàm của bạn á. Rồi, tốt lắm. Đặt hai tay, ấn hai tay vào vị trí má, ấn là đẩy ra. Ok, đẩy ra. Thôi. Đặt hai tay hình chữ V để sát vào mang tay của bạn và cọ sát từ 30 đến 50 lần. Rồi, tốt lắm. Xoa tay, phải xoa đến khi mềm nhũn ra và ấm lên. Trời, tốt lắm. Đó. Ok. Rồi, bạn massage màng nhĩ. Áp sát hai tay vào lỗ tai của bạn. Ấn vào chậm chậm cho đến khi không nghe âm thanh nào nữa. Giữ lại 1, 2, 3. Sau đó từ từ mở ra. Lặp lại 10 lần. Tốt lắm, từ từ buông lỏng tay. Massage răng lưỡi. Đặt lưỡi lên hàm răng trên, đưa từ trái sang phải, từ phải sang trái, từ trên xuống dưới, lặp lại 5 lần. Rồi, tốt lắm. Bạn massage thanh quản. Hôm nay bạn hít vào thật sâu và bạn thở ra chữ u, và bạn thở lặp lại 3 lần. Hít vào u, tiếp tục hít vào lần thứ hai. U, lần thứ ba hít vào. U, lắm. Bạn từ từ nằm xuống, thư giãn và hít thở sâu. Bắt đầu nằm xuống, cảm nhận toàn thân nằm trên thảm yoga. Đỉnh đầu, hai vai, hai cánh tay, lưng, mông, hai đùi, hai bắp chân, bàn chân. Nằm trên thảm yoga, vững chãi, thoải mái, dễ chịu. Hít vào, bụng phình lên. Thở ra, bụng xẹp xuống. Giữ hơi thở, hít vào, thở ra, nhịp nhàng, đều đặn. Bạn có thể đặt một bàn tay lên bụng để cảm nhận hơi thở hít vào, thở ra. Và chúng ta thực tập một chu kỳ hít thở sâu. Chu kỳ của chúng ta bắt đầu bằng một hơi thở ra. Hít vào bằng mũi, cảm giác một hơi thở ấm mát mẻ đi xuyên qua mũi của bạn, đi qua thanh quản, đi xuống đường ruột, làm bổng phần lên. Thở ra hơi từ bụng, đẩy ngược trở lại, xuyên qua mũi, ra ngoài, cảm nhận ấm áp. Bạn nên mở miệng để cho hơi vừa qua mũi vừa qua miệng. Và duy trì động tác này. Chúng ta bắt đầu. Thở ra. Hít vào một hơi thật sâu. 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 Thở ra. giữ 30 giây bắt đầu. Hít vào một hơi thật sâu, giữ yên 15 giây. Thở ra, hít vào một hơi thật sâu, thở ra. Thôi, bạn có thể duy trì bài tập thở này bất kỳ lúc nào, nhiều lần trong ngày để cho chúng trở nên một hơi thở tự nhiên của bạn sâu nhất. Trong tư thế thư giãn này, bạn có thể thư giãn bao lâu cũng được. Bạn có thể ngủ đi một lát vẫn ok. Khi nào bạn sẵn sàng, hãy lung lay người. Kéo căng người lên trần, hai tay đưa lên sau đầu và kéo căng người. Căng. Buông thật mạnh ra. Thoải mái, dễ chịu. Nghiêng người sang bên phải và ngồi dậy. Namaste. Chúc bạn một ngày tuyệt vời.